phải không? Mở xe bằng chìa khóa ư? Một cách làm có vẻ đã khá lạc hậu ở năm 2020. Và trong video ngày hôm nay thì tôi muốn mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm cái cách mở khóa rất là đặc biệt trên chiếc BMW X7 2020, một chiếc xe mới cứng cựa mà chúng tôi mượn được ở bên Auto 568. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng muốn mời quý vị và các bạn trải nghiệm cái chức năng tự động giữ làn cũng như là tự động phanh trên chiếc xe này. Nó rất là nhạy chứ nó cũng không bị tậm tịt hay là có những cái bất chắc có thể xảy ra giống như trên một chiếc xe Nhật nổi tiếng thời gian gần đây đâu. Và hãy cùng tôi trải nghiệm trong video ngày hôm nay. Về bài đánh giá chi tiết chiếc BMW X7 thì chúng tôi đã có làm một bài ở trên channel của Mê Xe rồi. Tôi cũng đã nói rất kỹ rằng là đây là một chiếc xe mà BMW thai nghén tới 12 năm để có thể cạnh tranh với GLS rồi các cái phiên bản nọ kia. Đại loại là đã giới thiệu rất là kỹ rồi. Chiếc xe ngày hôm nay thì nó có một số những cái khác biệt, đó là chiếc xe có số VIN của năm 2020. Và như quý vị các bạn có thể nhìn thấy ở đây thì nó có một cái màu xanh theo tôi là khá là độc đáo và lạ mắt khi mà tôi có cơ hội nhìn thấy chiếc xe này đỗ ở trong showroom của Auto 568. Ở đây là phiên bản, chưa phải phiên bản full đâu, mới là phiên bản vành 21 inch thôi, chưa lên được 22 inch giống như chiếc xe mà chúng tôi đã có cơ hội giới thiệu. Và rõ ràng là cái vành nó chỉ to hơn 1 inch thôi nhưng mà nó đã tạo ra cái hiệu ứng rất là khác rồi, giống như trên chiếc xe mà chúng tôi đã review. Nhìn chung là như thế, còn tổng thể chiếc xe thì nó cũng không có quá nhiều cái điểm thay đổi, mà cái thay đổi lớn nhất là nó nằm ở cái hệ thống mở khóa bằng thẻ từ này. Và ngay bây giờ thì tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn. Ở thời điểm hiện tại, chỉ với một chiếc thẻ từ trông có kích thước giống như một chiếc thẻ ATM này thì quý vị đã có thể mở khóa chiếc xe này và làm rất là nhiều điều hay ho xoay quanh chiếc thẻ từ này qua một cái hệ thống gọi là BMW Connect trên một cái ứng dụng ở trên điện thoại thông minh. Bây giờ thì tôi sẽ mở thử cho quý vị các bạn xem nhé. Đây, bây giờ chúng ta chỉ cần đặt cái chìa khóa này đó vào cái chỗ cái tay nắm cửa ở phía bên người lái là chúng ta đã có thể mở xe rồi. Đấy, không cần chìa khóa nhé, chìa khóa tôi đã để ra rất là xa rồi. Sau khi mở khóa xong thì với chiếc thẻ từ này, bước vào trong xe chúng ta sẽ đặt vào một cái vị trí cố định ở đây. Đó, và để nổ. Đơn giản vậy thôi. Với chiếc thẻ từ này thì BMW sẽ cung cấp cho mỗi chiếc xe một cái mã số khác nhau. Và với cái mã số đó thì tất cả mọi người đều có thể kết nối, đều có thể điều khiển này, để nổ từ xa này và truy cập vào chiếc xe thông qua ứng dụng là BMW Connect. Cái này thì nó rất là tiện lợi nếu gia đình bạn có đông người cùng sử dụng chiếc xe này thì ai ai cũng có thể sử dụng xe một cách thoải mái mà chúng ta không cần phải có chìa khóa hay không cần là phải có gì đó quá là phức tạp cả. Còn bây giờ thì tôi muốn mời quý vị và các bạn trải nghiệm cái hệ thống tự động giữ làn hỗ trợ phanh khoảng cách trên BMW X7. Thực sự bất ngờ, tôi không nghĩ rằng là một cái chức năng như vậy nó có thể thực sự hữu dụng ở một đất nước có cái tình hình giao thông, có cái đường xá như ở Việt Nam. Và hãy thử xem là hệ thống này nó hoạt động như thế nào và liệu là có một vụ va chạm nào đó xảy ra khi mà chúng tôi thử hay không. Đấy, ngồi lên xe thắt dây an toàn là nó sẽ tự siết lại đó. Những cái này không cần nói nhiều nữa. Mà quan trọng là bây giờ tôi muốn mời quý vị các bạn cùng thử cái tự động giữ làn này, rồi là tự động phanh trên chiếc BMW X7. Và tất nhiên là tôi không dạy gì mà ngồi ở vị trí ghế lái cả, mà tôi sẽ giao phó cho cái anh mà anh ấy có trách nhiệm cao nhất đối với chiếc xe này trong cái buổi quay ngày hôm nay. Để mà nhỡ chẳng may mà nó có bị xảy ra cái vấn đề gì giống như một chiếc xe từ Nhật mới bị gần đây thì tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm. Đấy. Rồi bây giờ bắt đầu thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ di chuyển ra một cái chỗ đường nó đông đông một tí. Đầu tiên là tự động giữ làn. Thử đi nhanh một tí xem thế nào anh hiểu. Đấy, vẫn xanh lét đúng không? Đấy, vô lăng sẽ rung nhẹ. Và bỏ phanh ha, nhấc chân lên, anh Hiếu nhấc chân này. Đây vẫn đang hít. Thực ra cũng khá là run. Đấy, cảnh báo là chúng ta không chạm vào vô lăng. Tất nhiên là nó chỉ gọi là hỗ trợ thôi chứ không phải là tự động lái. Chạm nhẹ thôi.
chuyển làn thì sao? Nó có tự động cân lại làn không? Hơi sợ nhỉ. Hơi sợ. Chiếc xe này hiện đang được giao bán tại Autona số 8 là khoảng 7,1 tỷ đồng. Đó, hôm nay chúng tôi cầm hẳn 7 tỷ ra để thử. Rồi tiếp tục đi. Phía trước đang là một chiếc Mercedes GL400. Anh thử lao đến sát đít đi cho BMW hôn Mercedes xem thế nào. Đó, thử đi nhanh. Wow, nhạy cực kỳ. Thực sự là rất nhạy. Cảm thấy nó cũng an toàn. Yeah. Đấy, bây giờ tôi muốn thử cái phanh, tự động phanh xem thế nào. Bị phanh không? Đó, xe tự phanh. Tất nhiên là chúng tôi mới đang đi tốc độ chậm chậm thôi, cũng khá run, phải thử xem thế nào đã. Tí nữa sẽ thử đi nhanh. Chắc chắn là phải thử đi nhanh chứ. Những cái lúc phanh khẩn cấp thì là phải trong tình huống nhanh, nhưng đi chậm thì cần gì phải phanh khẩn cấp, đúng không? Đấy, đúng rồi. Đấy, nó phát hiện ra cái xe ở phía trước mà nó tự động phanh. Tất nhiên là vẫn đang đi chậm thôi. Đợi tí chúng tôi sẽ đi nhanh. Nhưng mà ở cái phần hình ảnh hiển thị, quý vị các bạn thể thấy là khi mà chúng ta kích hoạt cái chế độ tự động giữ làn rồi tự động phanh thì nó hiển thị được mô phỏng những cái chiếc xe đang di chuyển lên, trông nó cực kỳ trực quan và rất là hiện đại. Rồi trên vô lăng nó cũng có cái phần hệ thống đèn để cảnh báo. Nếu mà chúng ta rời cái tay ra khỏi vô lăng quá lâu là bắt đầu đèn sẽ nháy vàng này, và lâu quá thì sẽ nháy đỏ. Chờ, cần lên một chỗ đông xe một tí. Không có thì sẽ có quý vị comment đó là vắng thế này thì xe nào cũng làm được. Thử xem. Vẫn tiếp tục bật cái chế độ tự động giữ làn. Đấy, tự động quay. Đúng rồi. Đấy, tự đánh lái chuyển làn. Đây, ui ôi ôi. Ui. Tự phanh không? Tự phanh. Ui. Thằng nào u. Chỉ cần ui. Đây. Ngay khi một cái tình huống nguy hiểm xảy ra thì Cam 360 tự động kích hoạt. Đúng là một chiếc xe 7 tỷ thì cái hệ thống cam ấy của nó cũng đâu ra đó. Tự động phanh không? Tự động phanh không? Ui. Ui. Thật á? Nó có phanh không? Nó có phanh không? Hả? Ui vậy. Mình tưởng đâm. Vâng, đấy quý vị thấy không? Hơi đau tim một tí, nhưng mà quả thật là BMW X7 2020 đã không làm tôi thất vọng. Khá là sợ. Và bây giờ tôi sẽ thử vật cắt ngang. Tất nhiên là chúng tôi sẽ lấy xe máy ra để cắt ngang thử. Chứ bây giờ nhỡ có rủi ro gì xảy ra thì làng xe, anh hiểu nhá, thì làng xe chúng ta lại có một vụ gọi là cũng to to đấy. Phải không?